Mới đây, Trang Youku đã đăng tải hình ảnh, chia sẻ khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby cùng nhau đưa con trai Tiểu Hải Miên đi khám bệnh vào buổi tối. Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều đeo khẩu trang, đội mũ kín mít khi đưa con trai đi khám. Tuy nhiên, cánh paparazzi đã nhận ra họ và nhanh chóng bủa vây. Đây là lần đầu tiên gia đình ba người cùng xuất hiện chung trong một khung hình. Bức ảnh cuối cùng của cả gia đình ba người chụp chung là vào cuối năm 2018 khi cả đại gia đình đi trượt tuyết. Một nguồn tin cho hay, ban đầu Huỳnh Hiểu Minh và mẹ đẻ anh đưa em bé tới vị trước, sau đó Angela Baby tới sau. Cô vội vã vào phòng khám với con, rồi giữ đứa bé trên tay không rời. Sau khi tiểu bọt biển được khám xong, Angela Baby bế con trai trở ra, cả nhà cùng tới siêu thị tiện dụng mua đồ cho con. Cậu nhóc cầm trên tay một chiếc kem, dường như là được bố mẹ thưởng sau khi khám xong. Huỳnh Hiểu Minh đứng một bên nhìn hai mẹ con, rồi giúp vợ đội mũ cho tiểu bọt biển. Tiếp đó, cặp đôi cùng đưa con trai vào hiệu thuốc, cả hai đứng trò chuyện một lúc rồi mới bước ra xe. Trong lúc chờ ô tô, Huỳnh Hiểu Minh thỉnh thoảng xoa đầu con trai. Cuối cùng, anh đưa vợ, con trai và mẹ đẻ lên một xe, rồi một mình rời đi trong một chiếc xe khác cùng người trợ lý. Dưới phần bình luận, nhiều netizen đặt câu hỏi dấy lên nghi vấn, phải chăng chỉ vì con cái nên cặp đôi mới chịu gặp mặt? Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì bật chế độ lạnh nhạt như trước. Trưa cùng ngày, một số người bắt gặp anh đi ăn lẩu, Angela Baby không xuất hiện trong bữa ăn đó. Sự chăm sóc ân cần của ba người lớn với đứa trẻ cho thấy bất chấp tình trạng mối quan hệ của vợ chồng Angela Baby, Huỳnh Hiểu Minh hiện tại, gia đình rất chăm lo cho cậu nhóc tiểu bọt biển. Việc Angela Baby và mẹ Hiểu Minh lên cùng một xe cũng cho thấy quan hệ mẹ chồng con dâu rất tốt đẹp, trái với tin đồn họ không hợp nhau. Đây là lần đầu vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby bên nhau từ tháng 1 năm 2020 khi cả hai tổ chức sinh nhật cho con trai. Suốt hơn một năm qua, cả hai đều né tránh và không còn tương tác với nhau trên mạng xã hội hay các sự kiện. Trong đêm hội Weibo diễn ra vào tháng 2 năm 2021, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đều là khách mời tham gia chương trình, nhưng cả hai không đi cùng nhau hay giao tiếp với nhau. Vào tháng 8 năm 2018, thì cả hai đã tách riêng ra và Angela Baby không có mặt các sự kiện của gia đình Huỳnh Hiểu Minh. Nhiều hình ảnh cô một mình chăm sóc con dù ở trường quay cũng gây chú ý. Đồng đoán Angela Baby và Huỳnh Hiểu Minh âm thầm ly dị rộ lên trong showbiz từ nhiều tháng này. Dịp Tết Nguyên Đán, Huỳnh Hiểu Minh về quê thăm bà một mình, không có vợ đồng hành. Tháng 3, paparazzi chụp được ảnh Angela Baby đến nhà Huỳnh Hiểu Minh lúc muộn, nhưng sau 4 tiếng lại rời đi. Tin đồn cho hay cô đến thăm con trai. Gần đây, Angela Baby cho con đi công viên một mình, không có chồng đi cùng. Đầu tháng 4, làng giải trí rộ lên tin đồn vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby bán biệt thự với giá thấp hơn thị trường, làm dấy lên tin đồn phân chia tài sản. Trashina dẫn nguồn tin từ công ty môi giới bất động sản, cho biết hai diễn viên rao bán căn nhà rộng 672m² ở thành phố Vũ Hán với giá 37 triệu nhân dân tệ, 5,6 triệu USD. Biệt thự có bể bơi, vườn hoa, hướng ra hồ nước. Sau khi tin đồn Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby bán nhà rộ lên, công ty của anh đã đưa ra một thông báo để phủ nhận sự việc. Anh khẳng định các thông tin liên quan tới bán nhà, ly hôn và phân chia tài sản đều là sai sự thật. Tài tử hy vọng những người tung tin đồn sẽ xóa các bài báo vi phạm. Hiện tại, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby vẫn giữ thái độ im lặng trước những tin đồn xoay quanh vấn đề ly hôn, rạn nứt tình cảm, phân chia tài sản. Đứng trước nhiều tin đồn như vậy, nhưng cả hai vẫn chưa một lần lên tiếng chính thức nên nhiều người vẫn đặt nghi vấn. Trước đó, Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby đã có một đám cưới vô cùng xa hoa và hoành tráng bậc nhất của làng giải trí Trung. Trong đám cưới của cặp đôi đã quy tụ hàng loạt tên tuổi nghệ sĩ đình đám xứ Trung. Huỳnh Hiểu Minh là nghệ sĩ nổi tiếng với nhiều bộ phim ăn khách và khối tài sản đồ sộ, thì Angela Baby là gương mặt được nhiều nhãn hàng và show thời trang săn đón.